thưa quý vị, Hoa Rubber xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với Bác sĩ Nhi Khoa, chúng ta sẽ được cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về việc chăm sóc con trẻ bởi sự tham gia của rất nhiều chuyên gia là bác sĩ có tiếng trong ngành. Ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với bản tin sức khỏe Nhi Khoa. Cảnh báo về sản phẩm thải độc gan phổi. Một thực trạng đáng lo ngại hiện nay là nhiều bà mẹ truyền tay nhau những sản phẩm hay các loại thực phẩm chức năng giải độc gan, bổ phổi cho các bé, được quảng cáo như thần dược. Lợi dụng tâm lý các bệnh nhân bị tổn thương về phổi và hệ hô hấp suy yếu gần đây, nhiều chợ thuốc ảo cũng kê đơn online dù không qua trường lớp đào tạo về y khoa, dược phẩm nào. Điều đáng nói là mỗi năm, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế thu giữ hàng trăm loại sản phẩm bị làm giả, kém chất lượng, không được cấp phép lưu hành trên thị trường. Nhiều trường hợp dùng nhiều loại sản phẩm giải độc lại vô tình làm cơ thể thêm nhiễm độc, bị ngộ độc và gây ra biến chứng, khiến tiền mất tật mang. Theo các chuyên gia, chìa khóa vàng để thải độc cơ thể chính là chúng ta cần phải thay đổi lối sống, chế độ ăn uống, hoạt động, tăng cường thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, trái cây, rau quả, tăng cường thực phẩm chứa caroten như cà rốt, bí đỏ, gấc, tăng cường thực phẩm chứa omega 3 và vitamin nhóm B như các loại hạt, đậu, bơ, hạn chế ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên nướng, đường, chất ngọt nhân tạo, uống đủ nước hàng ngày, sử dụng thực phẩm hữu cơ, giảm lượng muối trong chế độ ăn, tránh xa khói thuốc lá, tăng cường luyện tập thể dục thể thao, đảm bảo lịch hoạt động và nghỉ ngơi hợp lý, tránh cho bé thức khuya. Chúng ta cần tìm hiểu và được tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa và luôn cảnh giác với những sản phẩm và những phương pháp, bài thuốc thiếu căn cứ khoa học để tránh tiền mất tật mang. Xu hướng trẻ em chậm nói tăng. Trẻ em thường nói từ đầu tiên khi được từ 8 đến 12 tháng tuổi. Sau đó, trong vòng 6 đến 12 tháng tiếp theo, chúng phát triển vốn từ vựng khoảng 50 từ với khả năng kết hợp 2 từ. Tuy nhiên, theo báo cáo của các tạp chí y học quốc tế, tỷ lệ trẻ chậm nói trung bình khoảng 10 đến 15% và đang có xu hướng ngày càng tăng lên. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 8 năm 2021 trên JAMA Pediatrics dựa trên việc khảo sát 80.000 trẻ em trên toàn cầu cho thấy số trẻ em phải trải qua triệu chứng lo âu và ít giao tiếp là hơn 20%. Tại Việt Nam, tình trạng trẻ chậm nói cũng đang có xu hướng tăng lên. Trung bình cứ có 10 trẻ thì sẽ có một trẻ có nguy cơ chậm nói. Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em ở Hà Nội cho biết, mỗi ngày đã tiếp nhận khoảng 70 trường hợp tư vấn rối loạn sức khỏe tâm thần, thì có 90% có biểu hiện chậm nói, rơi vào độ tuổi trung bình từ 15 tháng đến 32 tháng. Trẻ chậm nói sẽ dẫn tới một số kỹ năng khác bị hạn chế theo, gặp khó khăn trong việc đọc, viết, chú ý và đặc biệt là khả năng hòa nhập xã hội khi đi học. Nếu để kéo dài, trẻ có thể bị tự kỷ và khi trưởng thành sẽ trở thành trầm cảm. Để giải quyết tình trạng chậm nói của trẻ, bố mẹ cần tìm hiểu các dấu hiệu và phát hiện sớm tình trạng trẻ chậm nói khi bé được 18 đến 32 tháng tuổi để tiến hành các biện pháp can thiệp, trị liệu phù hợp. Các chuyên gia đã đưa ra giải pháp hỗ trợ trẻ chậm nói ở nhà như sau: tăng cường tương tác với trẻ như dành nhiều thời gian để trò chuyện, chơi đùa, thay đổi thói quen sinh hoạt xấu như tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử, ăn ngủ không điều độ, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài, bổ sung thực phẩm giúp cho não bộ phát triển như omega 3, vitamin nhóm B, protein, chất xơ rau củ quả. Việc phát hiện sớm, can thiệp và đồng hành cùng gia đình sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng ngôn ngữ cho trẻ, nhất là trong giai đoạn từ 3 đến 5 năm đầu đời, giúp trẻ hòa nhập hơn với cộng đồng, cho bé cơ hội phát triển bình thường. Quý vị thân mến, tỷ lệ trẻ chậm nói đang ngày một tăng lên trong thời gian gần đây khi trẻ nhỏ phải ở nhà nhiều và hạn chế tiếp xúc với người khác. Đây cũng chính là mối lo ngại của nhiều bậc phụ huynh bởi ngôn ngữ là phương tiện giúp cho bé giao tiếp, biểu đạt nhu cầu và cảm xúc của mình. Chậm nói không chỉ phản ánh khả năng ngôn ngữ của bé bị chậm phát triển, mà còn cho thấy trí tuệ của bé cũng bị ảnh hưởng khi não không chỉ huy tốt được cơ quan phát âm. Nhưng một thực tế rất đáng buồn là nhiều cha mẹ không biết con mình đang chậm nói hoặc chưa có giải pháp cụ thể để giúp con nhanh biết nói hơn và sớm bắt kịp với sự phát triển đúng lứa tuổi của bé. Và ngày hôm nay, tất cả những vấn đề đó sẽ được giải đáp bởi chuyên gia của chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Xin mời quý vị cùng nhau gặp gỡ Tiến sĩ Bác sĩ Đinh Thạc, trưởng khoa tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 1. Rất vui được gặp MC Hoàng Rapper. Xin kính chào quý vị khán giả.
Và nhân đây, Hoài Đức Bơ xin được phép giới thiệu với quý vị số tổng đài của chúng tôi, số hotline 1-800-8070, để quý vị có thể gửi gắm những câu hỏi thắc mắc về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ như thế nào. Rất nhiều chuyên gia, các chuyên viên tư vấn và đặc biệt là các bác sĩ có tiếng trong ngành sẽ giải đáp những thắc mắc này của quý vị. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Phyto Bimbi Omega Junior, Omega thực vật giúp hỗ trợ và phát triển não bộ và thể lực cho bé, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, và bây giờ xin mời thí sĩ bác sĩ Đinh Thạc cùng với quý vị khán giả, chúng ta hãy theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đúng rồi đó, ngoan, ngồi im chơi cho mẹ làm việc nha. Ủa, chạy quá, ngoại quá kìa con. Ngoại quá kìa. Chào, 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 chào bà ngoại coi. Quá. Trời đất ơi là trời. Con cháu đó bây giờ chỉ cần nó kêu một tiếng bà ngoại nghe nó mát ruột không. Kêu có từ ngoại mà cái mắt nhìn đi đâu không có tập trung vậy trơn á. Vi, 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 mày tập trung má một chút coi Vi. Dạ, sao, sao má? Mày lo mày làm hoài rồi Vi. Dạ, dạ, ừ, má chơi đi, nhỏ đi, con làm gì chút xíu. Thôi được rồi. Giờ có một bà, một cháu à. Cháu thì không chào, con thì nó không trả lời luôn. Ủa sao giận? Trời, con làm gì bà ngoại giận vậy? Hả? Mày nuôi nó làm sao mà giờ nó không nói chuyện được? Con này con có nhà bông của con đúng không? Đúng không? Thấy chưa? Gật đầu nghe nó hiểu mà. Trời đất ơi, con hiểu là một chuyện còn phải nói nữa. Trời ơi, có gì đâu má, căng thẳng như vậy nó giống con. Nó ít nói thôi, kiểu mà giống như là trầm tính, hiểu không? Kiểu ít nói tỏ ra nguy hiểm chút xíu mà. Không có tỏ ra nguy hiểm, mày kêu chồng mày về đây liền cho tao. Bây giờ con làm việc ở đây, cái nhà này là cái kế sinh nhai nó đặt nặng dữ lắm. Để cho ảnh đi làm, con cũng phải làm, hiểu không? Làm mới nuôi cho nhỏ đi học trường quốc tế được. Nghĩ sao mà con cái 2 tuổi hơn rồi nó không nói được kìa. Cái nhò đúng không con? Cái nhò đúng không? Trời đất ơi, ngon hỏi không? Cái nho thì có đứa bé nó phải gật đầu rồi. Con này nó lì dễ sợ lì luôn đó Vi ơi. Thì tao không nghĩ tao đẻ ra được mày luôn á. Ủa? Trời ơi má ơi, bây giờ con thấy á, cái chuyện con nó bình thường hết sức luôn á, mà tự nhiên qua miệng của má con thấy nó bất thường kinh khủng luôn à. Tao ngồi đây đợi tới khi nào thằng chồng mày về tao nói chuyện. Thôi, mày không điện tao cũng ở đây. Thì thôi giờ cả nhà cùng chờ đi chứ giờ con má làm khó con quá à. Con về rồi nè. Con, chào gái, ba đi. Ba nè. Chào ba chơi. Trời ơi, nó không nói chuyện luôn đó. Ba nè con. Không, chào ba vậy chào con. Ba. Kêu ba đi con. Ba. Sao nó ghét anh vậy? Không phải, con là đã làm gì cũng phải phiên dịch cho nó hết. Giống như nó nhìn lên vậy nè. Nó nhận diện là ý ba nè. Hồi nãy anh vô anh tưởng là anh không phải ba luôn đó. Không. Có mặt có thờ ơ vậy? Phải. Ê Vi ơi Vi. Dạ? Không có ai mà cha con đó mà con phải nhận diện là ai rồi mới chào ba được. Trời ơi, con hiểu. Ý là nó nhìn nè. Ừ thì ba, ừ thì đúng rồi. Giống như là hàng ngày cái chuyện này diễn ra hàng ngày rồi bây giờ nó cứ kêu nó phải nói này kia làm khó nhỏ quá nó hiểu mà. Ba cái được không? Hôn ba cái đi, hôn ba cái. Thấy chưa? À, có không có, biết là ba. Nó hiểu. Là kêu là hành động đúng nhưng mà rồi. Nói thì không nói. Không thích nói, không thích năm nói. Mày nhỏ mày bao nhiêu tuổi mày nói? Con mới đẻ biết nói rồi. Mày thấy chưa, gen trội nó phải giống cha nó. Thiệt á, mày là con rể tao mà tao bên mày tao không bên nó đó. Tại sao mà nó nuôi con mà 2 tuổi rồi mà không biết nói? Con nít người tao là 9 tháng, nó 13 tháng là phải nói. Nó chỉ là nói thôi, không có thấy nói. Tôi không có nói nhiều với anh chị nữa. Anh chị nuôi con như vậy là bất bình thường. Bởi cứ để ý bên ngoài à, không có quan tâm gì bên trong hết á. Nghe má nói nè, có biết là tình hình 2 năm gần đây tỷ lệ trẻ mà chậm nói cao không? Tôi mời gặp chuyên gia nói chuyện đi. Bây giờ cháu tôi có một đứa duy nhất hả? Đâu, chuyên gia đâu? Đây, mời rồi. Gặp chuyên gia. Lâm, mày nghe đi. Dạ. Thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi có đề cập đến vấn đề tỷ lệ trẻ chậm nói trong thời gian gần đây đang tăng cao. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về vấn đề này được không ạ? Chúng ta thấy rõ ràng là yếu tố tâm lý tình cảm. Yeah. Nó là một trong những yếu tố rất là nổi bật. Hiện nay cái cuộc sống hiện đại nó làm cho người cha người mẹ ít có thời gian dành cho bé. Em bé mà muốn nói chuyện được thì những cái tiếng nói ea đầu đời là do từ cha từ mẹ, thì cái thời gian bố mẹ lại không dành nhiều cho các cháu thì cũng là một trong cái lý do các bé nó rơi vào tình trạng chậm nói. Yeah. Rồi bố mẹ lại tận dụng tivi giống như là một cái phương tiện để giữ em bé. Yeah. Để giúp cho chúng ta có thể rảnh tay làm những cái công việc khác, ví dụ như là cho em bé tiếp xúc với thiết bị màn hình như là tivi quá nhiều này. Yeah. Tại vì các bé là rất là thích xem tivi, cứ mở tivi là các bé ngồi coi rất là ngoan. Khi mà tương tác với những cái thiết bị đó thì hầu như bé không có cơ hội để giao tiếp, để bật ra cái tiếng nói của mình. Một số bé có thể bị chậm nói do bệnh lý, số này nó không nhiều, ví dụ như trí tuệ của bé chậm
và thoái lui hơn so với những em bé cùng tuổi. Bé bị hội chứng Down thì cũng làm cho bé chậm nói. Và ngày nay một trong những cái dấu hiệu cảnh báo đỏ đó là tình trạng chậm nói xảy ra ở trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ. Những em bé tự kỷ nó bị giảm rõ rệt nhất là cái khả năng ngôn ngữ. Như vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết được dấu hiệu nào là của những trẻ bị chậm nói ? Hiện nay thì chúng ta biết rằng đối với trẻ trong cái quá trình phát triển có những cái cột mốc, đặc biệt là cái cột mốc phát triển ngôn ngữ ấy. Chúng ta theo dõi, chúng ta ghi nhận thì chúng ta có thể dễ dàng phát hiện là bé bị chậm nói. Cụ thể một cái quá trình phát triển bình thường của một em bé nhỏ nó rất là dễ. Ví dụ em bé từ 0 đến 3 tháng tuổi, các bạn thấy bắt đầu em bé biết quan sát EA. Rồi cái tầm khoảng 6 tháng tuổi, các bạn để ý khi mà mình nói, các bé có thể lặp lại được cái giọng nói của mình. Và đến 12 tháng tuổi thì đây cũng là cái cột mốc, cũng có nhiều cái sự kiện quan trọng. Thường là cái tuổi này bắt đầu biết đi. Và ngôn ngữ bắt đầu có những cái biểu hiện khá hơn. Rồi một số những em bé mà 2-3 tuổi là dạy được rồi, biết bắt chước được rồi. Thì em bé hoàn toàn không biết bắt chước, không biết giả bộ. Hoặc là những cái tương tác của bé hoàn toàn nó giảm sút, nó thụt lùi so với các bạn. Có nghĩa là những cái giao tiếp của bé chỉ là những cái cử chỉ cầu nhau khó chịu bên ngoài. Thì đây là những cái gợi ý là em bé nhà mình chậm nói. Thì nếu mà phát hiện trong cái tầm 2-3 tuổi nên can thiệp kịp thời để làm sao các bé có thể hòa nhập với cuộc sống. Nếu như ba mẹ không phát hiện hoặc là không có những biện pháp kịp thời để cho quá trình chậm nói đó kéo dài quá lâu thì những hậu quả sẽ như thế nào ạ? Có nhiều phụ huynh còn chủ quan vấn đề này, có nghĩa là có những em bé chậm hơn so với lứa tuổi của các bạn nhà mình. Nhưng mà cứ để bình thường như vậy, truyền hình, xem điện thoại nhiều, mình cứ nghĩ là những cái đó sẽ phát âm ra để các bé làm theo. Lâu dần các bé sẽ chơi đồ chơi một mình, giao tiếp và làm những cái chuyện một mình thôi, và nguy cơ có thể gây ra những cái rối loạn hành vi liên quan đến rối loạn phát triển lan tỏa, bệnh lý tự kỷ nó rất là dễ xảy ra. Có nhiều gia đình cứ để các bé trẻ quá 2-3 tuổi rồi mới phát hiện là ủa sao bé nhà mình thấy nó kỳ kỳ, nó không chịu nói, không chịu tiếp xúc với ai. Lúc đó đi khám thì bác sĩ thấy là em bé đã bị rối loạn rất nhiều cái lĩnh vực. Nhưng mà thật sự bác sĩ vừa nói đến từ khóa là can thiệp, đó là về mặt lý thuyết, nhưng mà để thực hiện được thì rất là khó và gian nan. Như vậy thì những biện pháp cải thiện cụ thể là như thế nào bác ha? Ngày nay hầu hết là những em bé chậm nói đơn thuần đều được cải thiện một cách rất là hiệu quả. Nó có 4 cái cấp độ can thiệp. 4 cấp độ ạ? 4 cấp độ can thiệp. Rất là dễ áp dụng. Cấp độ 1 là cấp độ nhẹ. Thì em bé chỉ chậm nói nhẹ so với cái tuổi của bé thôi. Thì cái biện pháp can thiệp hiện nay thì ngày nay có cái bộ tài liệu dạy nói cho các cháu. Bằng những cái bài tập nó rất là đơn giản thì phụ huynh có thể can thiệp tại nhà khoảng từ 6 tháng đến 1 năm thì các bé đa số cải thiện được cái vấn đề ngôn ngữ của mình cũng rất là đơn giản. Rồi cái mức độ cao hơn chút xíu nữa là em bé chậm nói ở mức độ vừa thì có một giáo viên có kinh nghiệm để dạy kèm 2-3 bé để cùng một cái nhóm thì có thể tương tác giữa giáo viên và những trẻ khác. Rồi những em bé mà bị can thiệp ở mức độ cao hơn mức độ 3 đó, mức độ hơi nghiêm trọng chút thì can thiệp tích cực, kiếm riêng cho bé một giáo viên, một kèm một. Chứ cha mẹ dạy không được, có nghĩa là dạy là sẽ không có mang lại hiệu quả. Phải có chuyên gia. Chính chuyên gia đó mình gọi là giáo viên đặc biệt. Giáo viên đó sẽ dạy bé ví dụ một tuần có thể là 2-3 tiếng để bé có thể lĩnh hội được cái ngôn ngữ. Và thường thì hiện nay người ta kết hợp cái dạy ngôn ngữ bằng cái tài liệu qua cái hình ảnh và trò chơi. Tại vì sao? Chơi cũng là cái cách để mà mình giúp bé phát triển ngôn ngữ. Ví dụ như là mình chơi thầy vòng chẳng hạn thì nó có nhiều màu sắc, mình có thể mình dạy màu xanh, màu vàng, màu đỏ đó. Thì kết hợp cái đó. Và nặng hơn nữa là những em bé cấp độ 4, ví dụ như em bé thường là có cái tình trạng rối loạn phổ tự kỷ chẳng hạn. Hoặc là chậm nói quá nhiều so với tuổi, hoàn toàn không bật ra được tiếng nói. Thì thường thường là vừa có sự can thiệp của bác sĩ nhi khoa, của tâm lý gia, của chuyên viên, của giáo viên đặc biệt. Thì nó có rất nhiều những cái phương pháp hiện nay có thể giúp cho bé cải thiện tình trạng chậm nói. Và đặc biệt cần chú ý những cái chế độ nuôi dưỡng cho tốt để làm sao kích hoạt, giúp cho não bộ phát triển một cách tối ưu nhất. Nói về dinh dưỡng thì chúng ta sẽ bổ sung những chất dinh dưỡng như thế nào bác ha? Đối với các bé trong những năm tháng đầu đời thì phải theo khuyến cáo của khoa học. Đặc biệt là phải đủ 4 cái nhóm dưỡng chất quan trọng để các bé có thể phát triển toàn diện. Tuy nhiên thì có một cái quan trọng đó là omega thực vật. Đó là yếu tố dinh dưỡng cần thiết lắm. Cần phải bổ sung cho các cháu chậm nói. Đôi khi cơ thể của chúng ta bị thiếu hụt, chúng ta không tự tổng hợp được. Thì chúng ta phải bổ sung bằng những cái thực phẩm hoặc là những cái chất cung cấp bên ngoài. Omega thực vật nó giúp cho các bé có cái sự phát triển tốt về trí não, đặc biệt là nó kích hoạt cái não bộ hoạt động hiệu quả. Hiệu quả ở chỗ là nó kích thích cái đường dây dẫn truyền thần kinh, khi mà có một cái tác động vào trong não thì não sẽ dẫn truyền đến những cơ quan đích, có nghĩa là các bé sẽ nghe được. Từ nghe được các bé có thể là bắt chước, chú ý,
và bật ra tiếng nói ở cái bộ phận phát âm. Thì đây cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Và cái omega thực vật này nó có một cái lợi, đó là nó hoàn toàn rất là tốt và an toàn cho trẻ nhỏ. Nó hoàn toàn nó không có những cái chất độc hại cho trẻ em, ví dụ như không có hóa chất, không có chì, không có kim loại nặng. Và đặc biệt trong đó nó có vitamin E giúp bảo quản tốt cái thành phần omega. Thành phần omega không bị oxy hóa thì không bị biến đổi cái chất, an toàn ngay cho cả trẻ sơ sinh dưới 1 tháng tuổi. Có nghĩa là sau khi sanh 1-2 ngày là chúng ta có thể cho bé áp dụng cái đó. Trẻ nhỏ thì thứ nhất là trong cái giai đoạn từ 15 đến 32 tháng thì khi mà không có sự quan tâm hoặc chăm sóc của người lớn thì em bé sẽ rơi vào tình trạng chậm nói. Cái giai đoạn này chúng ta bổ sung thì cũng làm cho cái não bộ của bé phát triển tốt, để mang lại cái hoạt động hiệu quả của hệ thần kinh, đặc biệt có khả năng chú ý và bắt chước để đáp ứng những cái luồng kích thích từ bên ngoài. Tại vì nói chuyện, phát triển ngôn ngữ là phải có kích thích từ bên ngoài chứ không chỉ riêng của cá thể đó. Và một trong những cái đặc điểm rất là quan trọng mà các bạn cần chú ý đó là omega thực vật thì nó không có cái mùi tanh. Nó lại rất là dễ uống và ra rất là hợp cho trẻ em. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích đến từ bác Đinh Thạc rất nhiều. Và không biết là với trường hợp vừa rồi, tình huống vừa rồi, gia đình đã lắng nghe được lời chia sẻ của bác hay không? Họ có được những quyết định ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thiệt á. Vậy là hồi nãy là con thấy nó bình thường, có đúng không? Dạ. Có thể má không có giỏi, má không phải là bác sĩ y sĩ vậy, nhưng mà má có kinh nghiệm, má đã nuôi tụi bay lớn lên rồi mà sao mà tụi bay còn cãi tao được. Nhưng mà vậy là bây giờ con mình bị bệnh hả anh? Cái này là nó cũng thuộc dạng một cái loại bệnh thôi. Anh đã mua cái này cho con của anh đây. Cái hột xoan không có. Sao má thấy hột xoan bự quá? Không có má ơi, đây là sản phẩm omega thực vật được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, hỗ trợ phát triển não bộ và thể lực cho bé. Omega thực vật giúp tăng chỉ số thông minh và giúp tăng khả năng học hỏi, ghi nhớ và đánh giá, tăng khả năng tập trung và bắt chước. Nhờ vậy bé rất là thông minh và phản xạ cực kỳ nhanh luôn, ghi nhớ tốt và nhanh biết nói hơn. Với lại sản phẩm này không có tanh, rất là dễ uống luôn. Cái dạng thì nhỏ giọt, rất là tiện dụng, dùng được cho bé 1 ngày tuổi. Cái sản phẩm 1 ngày tuổi là uống được, mà nhỏ 2 tuổi hơn tụi bay không kiếm gì cho nhỏ. Kể như là ngày nào cũng để nó vậy trơn rồi lo đi kiếm tiền không? Tại con hết á, tại vì con cứ tưởng là bình thường, đâu có nghĩ là những cái đó nó nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe của con bé dữ vậy đâu. Anh ơi, bây giờ cho nó uống liền đi. Đúng rồi, liền đúng rồi, không phải tối mới uống chứ, từng con uống liền em. Tối ăn cơm xong rồi cho con mình uống liền nha. Dạ dạ. Anh chị có tiền kiếm tiền, tụi bay giỏi giang tao không có dám nói, nhưng mà gì cũng phải ngó đứa con nó còn sao. Dạ. Trời ơi, má nói mà tụi bay cãi quá trời luôn. Thôi thì bây giờ ở trong nhà có một đứa ơ hờ thì cũng phải có một đứa biết tìm hiểu quan trọng. Trời ơ hờ là cái gì ba? Thì con tự nhận con ơ hờ đó. Ơ hờ đó trời. Dạ. Thờ ơ đó mà nó ơ hờ là kỳ cục. Dạ. Con này nó làm không phải con tôi á, giống y cha nó vậy. Bắt đầu từ hôm nay là con sẽ chăm sóc cho con gái con thiệt là tốt nha. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với bác sĩ Nhi Khoa ngày hôm nay. Và nếu như quý vị có những thắc mắc về việc chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ nhỏ, xin mời quý vị hãy kết nối với tổng đài của chúng tôi số hotline 1-800-8070 để được các chuyên gia tư vấn quý vị nhé. Và Hoàng Đức Bơ xin được cảm ơn bác Đinh Thạc ngày hôm nay đã dành thời gian đến với bác sĩ Nhi Khoa để chia sẻ thật nhiều những kinh nghiệm quý báu ạ. Xin chào tạm biệt MC Hoàng Đức Bơ. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hoàng Đức Bơ xin cảm ơn nhãn hàng Phyto BB, Omega Genio, Omega thực vật giúp hỗ trợ phát triển não bộ tốt cho mắt đã đồng hành cùng với chương trình. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ba, kêu ba đi con. Ba... Sao nó ghét anh? Không phải, con là đã làm gì cũng phải phiên dịch cho nó hết. Giống như nó nhìn lên vậy nè. Nó nhận diện là ý ba nè. Hồi nãy anh vô anh tưởng là anh mấy ba luôn đó. Không. Có mặt có thờ ơ vậy? Phải. Ê Vy ơi Vy. Dạ. Không có ai mà cha con đó mà con rồi phải nhận diện là ai rồi mới chào ba được. Trời ơi, con hiểu.